Yến gọi mẹ đi. Rồi nha. Hỏi hỏi mẹ lên tới đâu rồi? Đây, đang gọi, đang gọi. Này dì Hương lên nha cả nhà. Để thấy coi tới đâu rồi. Alo mẹ đi tới đâu rồi mẹ? Tới 5:30 rồi. Mẹ có mua cái gì cho con ăn không? Có quá trời luôn nè. Mẹ có mua gì về ăn cơm hiện giờ không mẹ? Có. Giờ con đang đói. Thôi. Giờ con đói mẹ mua bánh mua kẹo sao con ăn? Dạ. Vậy cũng tắt nha mẹ. Rồi rồi. Hai chở nhà nha. Lại là hai đứa em báo nữa đây cả nhà. Nói chung là bữa giờ mẹ Hương về quê cả nhà. Cái nhà yên hắng dữ lắm. Thì mẹ Hương sắp lên này. Bây giờ em sẽ cho tía với Hùng một vố hú hồn hú vía nè. Đó, thì nói chung là đây cả nhà. Hai đứa em cứ bới hai cái tô cơm đại từ sáng tới giờ luôn. Muối tiêu. Đó. Thì trước khi đi á, mẹ Hương có đưa cho tía tiền để mà đi chợ nấu ăn cả nhà. Bữa giờ cũng ăn hết vậy, thịt kho nè, tép kho cũng ăn hết trơn rồi. Bây giờ thử khi mẹ Hương về á, Hải Ca với Yến Báo kêu là tía nhà lấy tiền đi nhậu. Để cho Hải Ca với Yến Báo ở nhà ăn cơm với muối, gào chấm muối xem là phản ứng của mẹ Hương lúc đó như thế nào nha. Hôm nay là tía phải không lên vé nha cả nhà. Nói chung là nếu như mà quý ông bà cô chú yêu quý gia đình em, thích những cái màn son của gia đình em á, thì giờ xin cô chú anh chị cho em một like, một lượt đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì em đã tí xíu em bảo chạy vô nhà khóa cửa, khóa cửa hết luôn, giấu khóa luôn. Đây một hồi mẹ Hương lên cái nhà khỏi vô nhà đổ thừa tí đi nhậu nhốt mà hai đứa em ở ngoài coi là phản ứng như thế nào nha. Ok cả nhà. A few moments later. Rồi rồi, tới công chuyện này. Dạ con đây nè. Mẹ về có mua gì cho con không? Mua cả đống nè. Không chạy ra bán gì không? Đó, nó không biết bằng hai thằng già này không biết bằng chút. Không chạy quẩy đuôi gì hết. Dạ, cơm với muối chết luôn rồi, lấy gì mà. Bớ khỏi kia mẹ gì không, để con ăn cơm nè. Ăn cơm với muối. Chứ có đâu mà ăn. Mà khổ gì vậy? Đi tao có đưa tiền cha mà mua đồ ăn mà. Mẹ đưa bao nhiêu? 300. 300 tối ba mua bia nhậu rồi có mua gì cho con với Nguyễn ăn đâu. Từ hôm qua tới bữa mẹ đi tới giờ ăn cơm với muối nè. Rồi kêu ra bức ra muốn vô xào tỏi ăn chứ có thịt cái đâu ăn. Chứ cho con ăn gì đâu. Cha già này đưa ta. Đưa tiền mua đồ ăn ở nhà mua bia. Khóa cửa nhậu nữa rồi. Tao điện không à. Rồi làm ăn sống nhăn rồi trời. Trời ơi mà ở nhà này không có tao rồi. Mẹ nói bụng mẹ ăn cơm. Mẹ mua gì cho con hả? Để tôi phát ra để tôi điện không có ra. Mua bánh ăn chung chứ phát gì nữa trời. Cho nó ăn miếng đi nên nó đói nó chịu. Tí đi nhà, tí đi nhậu không mà, có nấu có nướng gì đâu. Trời đất ơi, là trời. Bánh nhiều bánh nha. Nè, bấm kiếm Dũng Trọng ơi. Này của anh Ba Báo. Anh Ba Báo. Này của chị Yến. Chị Yến kẹo dừa. Rồi này của anh cha già. Rồi xong. Dạ. Chị muốn có ngườn món hả mẹ? Tiền đâu mua nhiều bà. À, kẹo dừa. Có gì đâu không kìa. Biết ăn bánh này không Yến, chỉ cho ăn. Ăn sao? Lột vỏ. Mua thử chục ngày lên về ăn thử cho ngon. Này. Chí nhà chí nhậu. Chí chủ. Ông vô đây. Là sao là hai chị em lại rồi. Rồi. Mấy còn về. Dạ. Dạ. Con bắt heo không bắt hái nữa mà. Nghe thôi chứ chưa từng ăn. Không dở. Nghe nó sáng giờ nghe điện thoại nhậu gì á. Sáng. Ngay. Ừ. Nhưng đây. Nuốt. Đi về quê có gì vô. Rồi ông vô đây. Ở đây liền đi, tôi về rồi. Ừ. Bánh này không có gì hả? Rồi, về đây. Bánh ngon. Bánh ngon này. Ngon thì ăn đi. Bây giờ mới được ăn ngon à? Mệt thiệt chứ. Bữa giờ ăn cơm với muối mà. Đi ra nhà đi nhậu nữa hả? Nhậu đâu mà nhậu nữa. Hai con báo này, giờ tiền tôi để mua đồ ăn rồi đâu hết rồi mà hai đứa nó ăn muối rồi. Ăn quan tôi nữa hả? Quan gì?
có bả đâu khác, không có bả đâu khác à. Thôi à. Mẹ đó, có lấy ai giờ tí cho ăn đâu. Có ai ăn cơm với thịt cá mà ngán không? Có ăn mà cũng chết luôn. Trời ơi. Đưa 300 ngàn mà để nhà ăn uống thấy mẹ rồi. Còn mình có 2 ngày. 300 ngàn đó là ăn. Con muốn kêu không à. Thôi bữa đi chợ á thì 500 ngàn. Mà để cho 300 ngàn mà hai bữa. Đi chợ gì ăn 500 ngàn thử. Gì nữa? Ở nhà ông mua thùng bia ông nhậu mẹ rồi. Trời ơi. Đúng rồi, trời tí nhậu quen, rồi mẹ. Mà tối hôm qua ba có nhậu không? Rồi nay tôi về ông cho tôi ăn. Tôi nhậu rồi sẽ ké không à hả? Không có nói nhiều. Bà dưới quê bà ăn đã rồi bây giờ lên đồ ăn nữa. Trời đất ơi, lên mệt mà không có gì ăn luôn. Trời đất ơi. Có nè, cơm nè, muối tiêu. Có ừ. Rồi. Trời ơi, tôi bóp cổ không nghe không? Ăn không vậy là không bị béo phì. Ba làm ăn tống nhăn quá. Tiếu tiền. Kêu ăn vậy đừng béo phì. Đó. À. Tội nghiệp cục vàng cho nó. Trời ơi, tội nghiệp. Nó không ăn cơm với muối rồi. Đưa 300 ngàn mua đồ ăn. Mua bia hết rồi. Bà nghe cái tin cái bà vô, bà đi vô. Bà lên, bà chưa vô nhà nữa hả? Nó, tôi kêu nó, ở đây tôi vô nhà chị. Không tin. Mẹ đi vô mày coi. Trời ơi, thịt mày cũng mua, có để trong nhà đâu, không có hả? Đi vô coi ba có làm gì ăn không? Không có. Có ăn giặt đầu ăn. Hả? À, làm như sao? Trời đất ơi. Mày ngồi đó nghe với mày canh ăn, bà ra xương máu. Thằng đó thì qua tôi mua cho ông được món nè. Món gì? Trời ơi, ăn mua tàn là đồ có nhức răng không à. Trời ơi, cái này bà lụm ở đâu chứ mua gì mà đang nhừ cho nó. Tí nó nấu gì đâu. Bà làm ăn sống nhăn quá bà ơi. Còn chảo khô quẹt không qua tụi con ăn á. Cá cá đống cá lèn mà mò. Không. Mua tiêu mà. 300 ngàn mua thùng bia 280 rồi tiền nó mua đồ ăn. Thôi bia uống ké thùng ông ơi. 20 mua 20 ngàn khô đuối nữa. Trời ơi, nghe lời cái miệng của nó. Không tin đâu coi. Mẹ bên quê ba ở nhà ba không nhậu mới sợ. Nhậu thì ba ở đây cũng nhậu vậy. Nhậu sáng chiều luôn. Trời ơi. Trời ơi, nhậu đi sáng chiều chứ nhậu sáng chiều cho chôn luôn hả? Có gì ăn không? Tôi không thấy gì hết trơn. Trời ơi, để cũng lạnh đó mà. Cũng lạnh trong chó vậy không có cái gì không hết. Tôi lấy ra có cái kính vậy. Lắc khâu tay không à. Tôi coi cho coi. Làm như du quan cái gì đó. Chứ đang nịnh nẻ nè. Đạo ha, tôi đi con bữa nhà nhậu ba bữa luôn. Trời ơi, đi bữa nhậu ba bữa mà. Thiệt. Tính chiều nay nhậu nữa nè. Đã mệt rồi, vô thay đồ đi anh hai. Thôi, con nghĩ con thay xe quá mẹ. Đi con thua bà già đó. Mẹ đi xong cái là ở nhà ăn cơm muối vừa đi cái là ba gọi bạn nhậu liền luôn. Tội quá ha. Gọi bạn nhậu ha, nè. Bia nè, cái gì à, trứng vịt lộn nè. Rồi cái gì khô cá đuối nè, khô mực nướng nè. Trời nhậu gì ngon quá vậy? Cho thì hai con mới ăn muối nè. Còn hai cơm nè. Rau muống luộc nè. Rau muống xào tỏi nè. À, nước tương ớt. Muối tiêu chanh. Ai biết, đất ba nhậu còn nghi ba nhậu thiệt á. Ba nhậu ba có ba nhậu rồi, bà đâu tệ dữ à. Thì có 300 ngàn mua đồ hết rồi. 300 ngàn, người mua mồi, người mua bia. Ờ, đừng có sợ. Ủa mà đồ tôi mua đâu mất tiêu chân là à, mẹ hết chưa? Mua con gà mà. Đi rồi. Tôi đi mua con gà mà. Con gà gì? Gà trống đứng nè, gà già đứng nè. Gà trống già đứng nè. Bà này bây giờ bây gà trống già đứng nè. Bởi vì bà đã cướp ai mà lên giữ ghê đậu bỏ đất ơi. Ơ, ấy hả? Chứ làm gì đâu? Mua con gà mua thịt. Gà trống già nè. Rồi con gà bay mất rồi hả? Bay đâu bay? Đó, chết chưa? Có mẹ về cái ba nói khác à. Gà trống già nè. Gà rất già nè. Mua đồ ăn không mua, đi mua bia nhậu hết rồi nè. Biết rồi biết, mà nào nghe nó mà. Hai mẹ con tôi ăn cái gì? Ăn muối ớt hả? À. Mình lên ăn cái mua khác ăn. Trời ơi, trong đó cũng xỉu luôn, có ba mà trong muối ăn muối tiêu ăn gì nổi. Hai mày đủ thừa, lấy cái khó bả gì à, bả nhà cái gì. Cà lắm hả? Quýnh cho ăn cục cà lắm luôn. Có cái gì ăn đâu mà kêu con. Nói chuyện nó mát. Ở nhà nó dễ thương lắm. Chị cũng cha không à. Bạc ông thì dễ biết á. Có tiền cũng cười, không tiền cũng cười nó. Ăn muối cũng cười nó mà. Trời, nhưng nó không. Mà hôm qua ba có nhậu không? Có. Trời ơi, nhậu ké người ta không? Thôi nhậu ké con nghe rõ ràng. Tôi mua mồi để tôi mua bia. Bạc trắng luôn mà cũng nhậu hoài. Ôi giờ mày không hai ngày ông nhậu 2 ngày rồi. Mày không đầu bạc. Hai ngày vậy là nhậu mẹ vô lên xe thôi là gọi gì luôn. Con nghĩ làm chứng nè. Con làm chứng. Hai đứa nó một phe mà. Đây nè, ăn cơm bây giờ ăn cơm với muối trắng. Thôi bớt giỡn đi. Chứ có đâu ăn, mẹ vô nhà đi kiểm coi. Kiểm rồi. Có gì hết trơn á. Có thì vô kiếm nồi nấu ăn. Ai nấu mà chết mẹ nấu
Còn hôm qua còn suối con ra bắt hai bắt con gà ở chợ nữa. Trời ơi, ông gà Dũng ơi. Trời ơi. Nè, kêu ra nhà, kêu ra. Sao bà tính nó không cho tôi. Kêu ra nhà bà, có miếng nè. Có kêu ra nhà bà lên ép bắt trộm gà đi cho bà chửi vui cho vui. Trời. Tí kia nấu gà nấu cháo đi. Ông đứng đó ông cười ông cà lắc là sao? Tạo không? Mẹ đòi 300 ngàn lại đi mẹ, tí đâu cho con ăn gì đâu. Con gì mà đòi? À, hôm qua mẹ có cục thịt cuốn bánh tráng kêu coi cho con ăn cùng nha. Tí kêu thôi để đãi bạn nó nhậu. Quan không? Quan chưa? Bạn tính đi. À, bà tính đó đi. Quan mà đứng cười hoài sao xấu. Tính đó đi. Tí làm thôi anh chè mắm tiền của mẹ luôn á. Con có ăn gì đâu nha, con muối đâu mà. Được. Vì không có chủ đến nhà gì quên rồi. Chủ đến nhà dạ mập vui cho. Đúng rồi. Mày bắt mẹ đi, mày kêu thêm tí đi luôn mẹ. Đau. Kêu mẹ đừng có đi à, mẹ đi cái vậy á. Trời ơi, bây giờ nó khóc, nó bả tin đi kìa trời. Khóc rồi. Mà tin hai con báo này. Trời đất ơi, ở nhà nó còn báo bà kìa, ở đâu mà. Con báo gì đâu. Báo gì đâu, đó đó. Nó khóc luôn bà, ông thấy không? Bà nhìn thấy cái mặt nó vàng không? Mệt lắm rồi đó. Nè. Mẹ, có mẹ nhà. Có trứng ăn nè, có sườn ăn nè, có cá ăn. Có canh hấp nữa. Rồi mẹ đi một cái là chỉ có muối tiêu với ớt là để bạn thôi. Đứa nào cũng có phần à, ăn đỡ đi. Ăn hai ngày đây, ăn ngán muối ớt cũng chết. Ăn đỡ bánh dừa đi, bánh dừa bánh... ở gì? Bánh tre. Bà nhìn hai cái khuôn mặt đây đi nè. Bà nhìn kỹ hai cái khuôn mặt này nè. Rồi đó, bà biết. Nhìn rồi, nó khóc rồi, đó. Khóc trời ơi. Cạn lời với ông luôn à. Bây giờ con mẹ không có gì ăn luôn. Hên mà mẹ ba bán gà mẹ hết rồi đó. Hồng tí cũng bắt nhậu hết rồi. Trời ơi, nó quang. Tôi giờ nói hết nổi rồi, tôi mặc lắm rồi. Đưa tí tiền đi chợ, kêu tí đưa cho Lý đi chợ mua đồ ăn. Nó khóc nó kể đó. Bà nghe đó hả? 200 nó không đi chợ được, đưa yến báo đi mua đi. Mua bia hết rồi, thường tiền đâu? Hồng bia 200 rồi. Còn mua khô cá đồ đùa á. Trời ơi. Cái nó quen chưa? Khóc rồi, nó khóc nó kể ông nội nó ta. Nó không nghe chưa? Cái chuột nó cũng khỏe không à? Cái này muốn tiếu ba cũng mua cho con. Thèm không? Nay đi mua cho mẹ ăn. Nó thèm thứ dữ, tôi còn chưa có ăn rồi, nó thèm thứ dữ luôn. Thèm không tiếu, tí kêu bịch tiếu 30 ngàn để tao mua 30 ngàn khô tôi nhậu. Đó. Rồi bỏ cha con ăn muối đi, hai mẹ con mình đi ăn hủ tiếu bẹ đi. Đi mẹ. Ừ. Mệt quá. Cho tiền ở nhà ăn cơm mà vô nhà hết trơn. Trời ơi, biết là ba hư của mẹ. Ba hư rồi. Đi ăn hủ tiếu đi mẹ. Nó quen. Mẹ đi ăn rồi nói đi mẹ. Ai nói gì nói đi. Đi ăn hủ tiếu đi mẹ. Đi ăn hủ tiếu này. Đây, ai bao? Đây. Mẹ trả tiền đi. Hai cái này nó bao. Tiền đâu bao. Đi mẹ. Còn thiếu bà mà trả á. Đi mẹ. Mấy mẹ ở nhà chi đâu? Để cho. Đây. Thôi, con ăn hủ tiếu. Ê, ở nhà, ở nhà. Đi. Con đi ăn ké nữa con. Ké gì mà ké? Trời đất ơi, nó kìa cái nó tâu với bà. Rồi ông có ăn không, tôi mua cho tôi. À, hợp, thôi. Cảm ơn. Trời ơi, hai con báo, nó kìa nó tâu. Làm nhỏ te tua luôn. Nhà mua thịt rồi quá, chiên gam cho nó ăn, nó không ăn mà giờ nó ăn như muối, nó ăn như muối nè. Rồi thấy bả lên nó cầm tô cơm rồi nó ăn như muối. Rồi bả chửi chơi vậy hả? Hai con báo. Bà kia gì không có biết trời chồng nó gỡ lỡ gì hết trơn. Vô tấp nó chửi.